con voi. Đầu tiên khó thế nhỉ? Sai thật đấy. Xe máy. Thành viên nào sẽ thành viên phải ra đi đấy ạ. You can use it to contain water. It's round. The skin is. It's sticky. It is a cylinder. A can. Vậy thì cho nó thêm phần hồi hộp thì đúng là đội thắng cách đội thua 10 điểm. Vậy thì đội chiến thắng. Đội chiến thắng sẽ là đội Liêm Di với 240 điểm ạ. Và đồng nghĩa với việc đấy sẽ chính là đội ở Bình Dương Đẳng Giới với 230 điểm ạ. Đúng cách biệt 10 điểm ạ. Và bây giờ, bởi vì đội Liêm Diêm là người chiến thắng, các bạn sẽ vào vòng 4 và khôi phục thành viên của mình ạ. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với tập tiếp theo của số We Quiz mới. We Quiz là dạng game show kiến thức hấp dẫn nhằm tìm ra những học sinh có hiểu biết chung, có kiến thức tốt về xã hội, có nền tảng văn hóa Việt và khả năng ngoại ngữ. Bên cạnh năng lực học tập qua sách vở, trên ghế nhà trường, We Quiz còn đặt ra yêu cầu tự học trên các nền tảng nghe nhìn đa dạng, cũng như khả năng phối kết hợp với đồng đội để giải quyết các câu hỏi hóc búa. Mỗi tuần sẽ có 2 đội chơi. Các bạn sẽ cùng nhau trải qua 4 vòng chơi của chương trình, bao gồm vòng thi giải mã, phán đoán, khám phá và đối mặt. Đặc biệt, các đội sẽ có nguy cơ bị mất đi thành viên nếu điểm số ở một số vòng thua đội còn lại. Sẽ có rất nhiều thử thách và cũng nhiều điều thú vị đang chờ đón. Vậy là sau 3 vòng thi thì đội Lim Jim bây giờ sẽ chỉ còn là mỗi người một đội riêng biệt. Cả 3 bạn đã sẵn sàng để vào vòng 4 chưa? Sẵn sàng. Vòng 4 mang tên vòng thi đối mặt. Các thành viên trong đội chơi còn lại sẽ thi đấu với nhau. MC đưa ra 5 câu hỏi kiến thức về mọi lĩnh vực trong đời sống bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt với 3 gợi ý đáp án A, B, C. Ai có câu trả lời sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Trường hợp có 2 học sinh bằng điểm nhau thì sẽ có thêm một câu hỏi phụ. Thí sinh thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất của chương trình và đi vào vòng thi 5. Nào bây giờ, hãy bắt đầu vào với vòng thi đầu tiên. Câu hỏi số 1. Hành tinh nào gần trái đất nhất? A. Sao Thủy. B. Sao Kim. C. Sao Hỏa. Xin mời Tuệ Nhi. Em cho rằng đấy là Sao Kim ạ. Một câu trả lời chính xác ạ. Sao Kim cách trái đất khoảng 79 triệu km, là hành tinh gần trái đất nhất và khối lượng chỉ bằng 81,5% khối lượng của trái đất. Câu hỏi số 2. Đây là một câu hỏi bằng tiếng Anh. Who is the author of Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký? A. Tô Hoài. B. Nguyễn Tuân. C. Thạch Lam. Xin mời Trúc Linh. My answer is Tô Hoài A. It's a correct answer. Tô Hoài, 1920 cho đến 2014 là một nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm dành cho thiếu nhi. Chuyện Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký được ông viết xong vào tháng 12 năm 1941 tại Nghĩa Đô, ngoại ô Hà Nội khi đó. Chuyện gồm 10 chương kể về những cuộc phiêu lưu của dế mèn qua thế giới muôn màu muôn vẻ của những loài vật bé nhỏ. Bây giờ thì Trúc Linh và Tuệ Nhi đang là bằng điểm nhau. Vậy thì em có nghĩ là em sẽ chiến thắng được không? Vậy là hãy cố gắng lên nhé. Câu hỏi số 3. Tác phẩm văn học kinh điển của Trung Hoa Tây Du Ký được xuất bản vào thế kỷ thứ bao nhiêu? A. Thế kỷ 15. B. Thế kỷ 16. C. Thế kỷ 17. Đáp án của mình là thế kỷ 16, B. Một câu trả lời chính xác ạ. Tây Du Ký, kiệt tác văn học cổ điển Trung Quốc được tác giả viết vào thế kỷ 16. Đây là tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất trong 4 tiểu thuyết kinh điển của văn học Trung Quốc. Tác phẩm Tây Du Ký gắn liền với rất nhiều tuổi thơ của các thế hệ trẻ Việt Nam. Câu hỏi số 4. Đây cũng là một câu hỏi tiếng Anh. What does greenhouse effect mean? A. Hiệu ứng nhà kính. B. Hiện tượng nấm mốc xanh. C.
C, hiện tượng quang hợp. Xin mời Trúc Linh. My answer is A, hiệu ứng nhà kính. It's a correct answer. Hiệu ứng nhà kính có tên tiếng Anh là Windhoek Effect. Đây là hiện tượng không khí của trái đất nóng lên do bức xạ sóng ngắn của mặt trời xuyên qua tầng khí quyển và chiếu xuống mặt đất. Câu hỏi số 5. Năm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện? A. Doraemon. B. Tom và Jerry. C. Mickey Mouse. Xin mời Trúc Linh. Em nghĩ là Doraemon. Đây là câu trả lời. Hoàn toàn không chính xác ạ. Xin mời Linh Hương. Em nghĩ là Mickey Mouse. Một câu trả lời chính xác ạ. Mickey Mouse là nhân vật hoạt hình nổi tiếng của phim điện ảnh Hoa Kỳ, là biểu tượng nổi bật của nhãn phim Walt Disney Animation Studio. Mickey lần đầu tiên xuất hiện trong phim ngắn Plan Crazy và ra mắt chính thức trong phim ngắn Steamboat Willie 1928. Vậy là sau vòng 4, chúng ta có nhà vô địch của cuộc chơi ngày hôm nay chính là bạn Trúc Linh với 30 điểm ạ. Hai thí sinh tiếp theo là Linh Hương và Tuệ Nhi sẽ có số điểm bằng nhau là 10 điểm. Bây giờ, xin mời 6 bạn chơi của chúng ta sẽ lên giữa trường quay để nhận giải thưởng ạ. Vậy là sau khi kết thúc với 4 vòng chơi, chúng ta có đội thắng cuộc là đội Lim Jim ạ. Yeah. Xin mời các bạn nhận giấy khen và một phần thưởng. Và chúng ta có đội về nhì chính là đội Bình Dương Đẳng Giới ạ. Và người đứng nhất của chúng ta ngày hôm nay chính là bạn Trúc Linh đến từ đội Lim Jim ạ. Hy vọng rằng là sau khi tham gia thì 6 bạn đã có một trải nghiệm thật là vui vẻ. Mong rằng các bạn sẽ tham gia lại một lần nữa. Còn Trúc Linh, em sẽ được vào với các vòng trong gọi là vòng của năm, đấu với những người vô địch giống như em. Hy vọng là em sẽ có một trải nghiệm tốt hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình thì mình cảm thấy hôm nay thật là một trải nghiệm thú vị và mới lạ đối với mình. Cá nhân mình thì mình chưa giờ đi mấy cái game show như cái này mà mình thấy thì nó thật là vui. Tuy là đội mình không thắng nhưng mình nghĩ mình cũng học được một vài điều trong buổi ngày hôm nay. Mình thì mình cũng không thấy buồn cho lắm khi mình thua, tại vì mình cũng rất là được một bài học là đừng chủ quan quá. Mình đã học được nhiều điều sau trò game show này. Mình cũng thấy rằng dù thua nhưng mà buổi học tập hôm nay rất là thú vị và cảm thấy rằng nó sẽ có thể dạy cho em nhiều bài học để áp dụng cho cuộc sống hôm sau. Mình thì mình thấy nó khá là buồn cười, với cả mình nghĩ là chắc là thành viên đội mình cũng đã làm hết sức mình rồi, nhưng mà chắc là bọn mình hơi lên được rồi. Mấy cái đồ công nhận nó cũng khó thật. Nếu được quay lại vào trước phòng đoán thì mình nghĩ mình sẽ có thể làm tốt hơn. Mình cảm thấy rất là vui và tự hào khi đã vừa được chiến thắng, đang còn được vào cuộc thi của năm. Mình cảm thấy vui khi được vào vòng cuối và chiến thắng. Nhưng mà đoạn cuối mình ức chế tại vì cái chương nó kêu hơi nhỏ nên là chị được thắng. Mình cảm thấy rất là vui, tự hào khi đã chiến thắng và được vòng 4, nhưng mà mình rất là mỏi chân và tê chân. Mặc dù là cả đội mình và có lẽ là cả đội Bình Dương nữa đều rất là giỏi và xuất sắc, thì khi mình chiến thắng thì mình cũng hơi bất ngờ. Mình thấy rất là nặng ký bởi vì là toàn các anh chị lớn hơn mình nhiều tuổi. Hãy cố gắng để chiến thắng. Yeah. 3, 2, 1. Lim Jim.